trước mắt khán giả, anh Quy đang test và giới thiệu về một cặp loa đỉnh cao đến từ Mỹ, hãng JBL, nằm trong chuỗi CD STX800, model là STX812M, một loa xíu watt 30 từ 22-100, tép kèn học 100 đó nhá. Thiết kế cực nhỏ gọn xinh xắn và đòi quá cao, trường âm rộng, tép lẩy, bát sâu. Cũng tiện em giới thiệu hai quả súp dưới nhá. Hai quả súp dưới là súp 50 VRX 518S, để dòng Mỹ lòi luôn, có công suất bát chạy của bát 50 một ôm. Khi nói về dòng lobby là ấy, thì có rất nhiều mã nhá, mã 1, mã 2, mã 3, mã 4, mã 5, mã 6, mã 7, đây là mã 8, gần như là cuối cùng của JBL rồi, quá cao rồi. Với dòng loa này hát và nghe nhạc thì cực đỉnh luôn nhá, không có gì để chê nữa, top 1 thế giới. Quá hay luôn đúng không? Đây bác xem này, cái thùng rất chắc, rất dày nhá. STX800 model 812M đấy, lắp ráp sân Mexico, thùng rất dày. Kích thước nó rộng 36, sâu 26, cao 57. Một đôi loa có thể kê mọi vị trí vào đỉnh nhá. Anh em có kết hợp cái đôi loa này có giúp ở dưới thôi, một quả nhá, hết điểm luôn. Bây giờ phần 2 em sẽ tháo nội thất của cặp loa JBL có mã là STX82M nhá, cực khủng khiếp luôn. Giá thì em đang bán giá rất tốt nhá, lên thời điểm cao là khoảng 44 triệu, nhưng thời điểm này em nhá, bán cho bác là 41 triệu bao ship luôn. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một siêu phẩm cao cấp đỉnh cao đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là STX812M. Thì đây là một dòng loa sở hữu bát 30 từ 220-100 và một tép kèn neo học 100 nhé. Thì với dòng loa này các bác vừa hát có hơi hay, tức là cho giọng ca lời rộng, tiếng dài, tiếng bát đánh sâu uy lực, và giải tép thì nó rất gọn ghẽ, tươi và lẻo nhá. Hơn nữa nghe nhạc thì nó có thể thể hiện được tất cả dòng nhạc luôn, từ dòng nhạc nhẹ nhàng đến dòng nhạc mạnh mẽ. Thế nên em về được 3 cặp trong tình trạng đẹp xuất sắc nhá. Cái đời STX812M nó là cao, gần như cuối cùng JBL rồi. Do vậy cái độ mới, cái độ chất của nó cũng như là cái độ nâng cấp nó thì rất mạnh so với những cái bản trước nhá. Em quay sát để bác xem này. Đầu tiên là thiết kế vỏ thùng. Thế cái dòng mà STX thì bao giờ nó rất dày nhá, thùng cực kỳ dày luôn đấy, và sơn nó là sơn sần nhựa polymer, cái sần nó sần nhỏ rất là mịn tay luôn nhá. Đấy, đây là thông tin nữa này. STX812M đấy, sản xuất lắp ráp tại Mexico. Cái này có hai chế độ đánh, một bát sai tép vào bát, hai đánh dương bát luôn nhá. Đấy, STX800 thì cái đời STX800 nó có rất nhiều phiên bản như là STX812M30, 815 này, rồi là 825 này, rồi là 835, rất là nhiều nhé, trong series của nó rất là nhiều. Đây, thùng thành này, đặc biệt bác nhìn cái phần tân, bác thấy nó gấu không? Đấy, một cái loa không to lắm, nhưng bác nhìn này, hai mảng phân tần cực gấu, đúng không? Linh kiện của nó thì rất là khôn, em xem này. Đấy, từ cái quận linh kiện, từ cái quận cảm bác nhìn này, từ cái tụ điện này, từ con chảo này, nó làm rất sắc nét từ cái phíp của nó bác nhá. Hai phân tần luôn, một phân tần cho tép, một phân tần cho bát, bông tiêu âm là chống độc hại này. Đấy, một ốc chuột, thùng rất dày, lỗ khi phía trước, tất cả ốc chuột ren hết bác nhá. Ok, hỗ trợ giá cắm trần đây, con này thì có thể bác làm loa kiểm âm cũng được, rồi là trực tiếp gia đình được. Lời con này thì đúng là lời rộng tiếng dài rồi, nó rất là xa mà sáng quá nhá. Cực khỏe, hôm nay anh em làm loa kiểm âm trên khấu được. Thế về cái quả bát thì bác nhìn nó gấu không? Một quả bát nó cực kỳ lặng luôn nhá. Đấy, gân nội dòng 3 sóng. Cái gân này thì cực kỳ bền, màng nó bằng nó nhiều, nó còn rất sẫm màu luôn, mà đều màng. Rất sẫm màu đều màng.
màng giấy. Tiếng bát con này không khác cái bom rồi, nó thật các bác ấy. Từ bao nhiêu? Một cái bát 30 mà từ 22 còn 100. Giấy bịch bác nhá. Sơn của nó sơn đúng là sơn sần đẹp này. Cái mã bát nó là 2206 HBL 8 ô, sản xuất tại Mỹ. Đấy. Tem đen là tem đen nhá. Con này nó đời cao cấp rồi, tem đen. Tất cả tình trạng zin đẹp nhá, zin xuất sắc luôn, zin đẹp. Từ sắt xi bên này sáng cống luôn. Đấy. Sắt xi sáng cống luôn nhá. Tất cả tình trạng này em bao bác đẹp tầm 98%. Hàng bãi Tây thì gần như là xuất sắc rồi. Đây quả tép đây. Thì cái quả tép này là quả tép cực cao cấp nhá. Gần như hết mã của Mỹ rồi. 243H. Đấy. Con này là tép leo. Anh em xem từ cái sắt xi nó xuống nó khôn không? Con này lòi ra rất rộng, đi xa anh nhá. Lòi rất đi xa luôn đấy. Thiết kế cực kỳ là đẹp. Zin tuyệt đối cho anh em nhá. Zin tuyệt đối anh em luôn đấy. Lời rộng tiếng dài như con này. Thì báo cáo các bác này thì đúng là xuất sắc, không chê vào đâu được nhá. Thì cặp này những thời điểm đắt thì giá nó khoảng tầm 43 triệu 44 triệu, nhưng mà thời điểm này thì em nhập nó cũng hợp lý về giá. Thì thông báo giá luôn để các bác chủ động nhé, là 41 triệu một cặp loa này. Đấy, 41 triệu một cặp loa thì nó quá hợp lý ở dòng loa cao cấp đỉnh cao quá nhá. Đấy. Thì em còn ba cặp nữa. Mọi tin mua sắm phối ghép về các bộ hát mua lẻ thì bác liên hệ em số điện thoại 0936 583 140, Khánh Nguyễn giao hàng toàn quốc nhé. Có nhu cầu chuyển khoản em 2 triệu nhé. Em chào các bạn.